mình thích nhau. Còn chuyện xa hơn thôi để tính sau. Họ vờn nhau thôi không đúng đâu. Dân chơi thì chơi lại phải chút. Còn anh chỉ muốn chậm thôi không cần quá liều. Ô anh chưa muốn đâm đầu về đâu. Anh chưa thiết tha nghĩ tới chuyện sau này. Dù ba mẹ chờ mong em biết không. Họ muốn có cháu bồng. Chỉ cần ngồi với em chút thôi được không? Sofa tổng duy tân ngay kẹp bút cũ ok. Bên mấy đồng bọn nó rủ dây quanh là thằng Minh Khai không thật cơ mà có hẹn về em. Anh bảo tối nay tạo đi sinh nhật thiên nhớ. Nói thật anh đang bối rối khi nghĩ về ai. Công việc răng rỡ chắc anh phải chịu ông yêu làm hại. Thì em hơi nhớ nên em phải nghĩ sao nó vừa tay. Tại vì most of the time em ở trong tâm trí anh. Cảm nhận từng điều mà anh muốn. Bình minh sương đêm tan nhanh trên lá. Anh mãi anh ngã về bên em. Đôi môi em lên má. Để anh coi vết son như sắc màu. Làm cuộc sống thêm thật nhiều điều ấm êm và những khát khao buồn vui tựa trên bờ vai này. Baby girl, I know you're my real love.
There's nothing hard to see. Thưa quý vị, trước mặt chúng ta là ba bạn trẻ được gọi là hiện tượng bởi vì các bạn rất là tài năng và mang đến nhiều tác phẩm có giá trị cho âm nhạc của Việt Nam. Kế bên Trấn Thành đây là Chucky San. Chào anh, chào mọi người ạ. Mỹ Anh, thưa quý vị. Xin chào tất cả mọi người ạ. Và đây là Ren Evans. Cho phép Trấn Thành được đọc bởi vì không cách nào thuộc thành tích dày đặc mà các bạn đã đạt được về Ren Evans. Sau một tuần phát hành sản phẩm Thích Em Hơi Nhiều, đứng top nhiều bảng xếp hạng âm nhạc như top 1 Apple Music, top 5 Spotify và top 2 trending âm nhạc trên YouTube. Ca khúc hiện tại sở hữu 20 triệu view trên kênh YouTube. Về Chucky San, phải chăng em đã yêu là top 10 MV nổi bật nhất năm 2021, top 100 bài hát hay nhất trên Apple Music 2021 và top 50 bài hát hay nhất trên Spotify 2021? Từ từ ạ. Về Mỹ Anh thì thưa quý vị, là đại diện của Việt Nam biểu diễn tại Round in Korea do đài KBS tổ chức, được tài trợ bởi Quỹ Hợp tác Hàn Quốc Asian AKCF, Bộ Ngoại giao và Ban Thư ký Asian. Vâng, thưa quý vị, và Yuki San và cả Mỹ Anh đều đã tham gia vào chiến dịch Equal do Spotify thực hiện tại Times Square, quảng trường thời đại của New York, Mỹ, nhằm tôn vinh tất cả những nữ ca sĩ trên khắp thế giới, góp phần nâng tầm cao của nghệ sĩ nữ Việt Nam. Thành tích cỡ đó cơ mà. Phải nói thật rằng là anh ngồi ở đây với tụi em, anh cảm thấy mình già lẹ dễ dạ sợ. Anh thôi, không phải là mình anh. Đúng rồi ạ. Anh thôi, anh lớn nhất. Con bé này thiệt. Ok, trước tiên là nói về Mỹ Anh đi ha. Anh là fan âm nhạc của Mỹ Anh nha. Tôi là một cái người luôn luôn khuyến khích tài năng trẻ thưa quý vị, và tôi nghe nhạc Mỹ Anh tôi cảm thấy rất hay, văn minh, và thấy ở cô bé này một cái gì đó rất là trong sáng, luôn luôn mang năng lượng tích cực đến cho cuộc sống. Không biết là Mỹ Anh lấy nguồn cảm hứng âm nhạc từ đâu, bởi vì những gì em đang làm nó hoàn toàn khác với âm nhạc của cả bố và mẹ. Thực ra nếu mà phải nêu ra một cái tên nó cụ thể thì cũng rất là khó, tại vì con cũng nghe rất là nhiều nhạc. Chắc là hai người mà là nguồn cảm hứng rất là lớn đối với con chính là bố mẹ con. Và con làm âm nhạc không giống họ. Câu trả lời cũng thông minh đó nhỉ. Không biết lòng ai cả, không buồn ai cả. Nhưng mà bây giờ phải xưng là anh hay là chú nhỉ? Sao tự nhiên nêu ra tên tuổi chi cho mọi người vậy? Thì tôi kêu mẹ bằng chị, thì giờ nó kêu mình bằng chú, đúng rồi. Thôi, ở đây là anh em hết đi. Để ân khù nói cho con nghe. Thì dạo này thấy là mẹ Mỹ Linh cũng bắt đầu trẻ ra. Hình như là hai mẹ con là cảm hứng cho nhau thì phải. Có thể thế ạ. Đúng không? Dạ. Thấy bây giờ chị Mỹ Linh còn hát Real Love nữa mà. Hay hơn cả con. Bé lại khéo léo nữa rồi. Dễ thương. Chú cũng theo dõi Mỹ Anh, thấy là Mỹ Anh làm rất nhiều ca khúc trước khi có cái thành công như hôm nay. Dạ. Có thể lúc đó là mới quá, mọi người chưa có cảm nhận được hết. Nhưng mà sau khi họ biết đến con qua Real Love thì từ từ họ tìm lại những tác phẩm cũ thì thấy là wow, nó có những cảm xúc rất là tinh khôi. Right. Một trong những bài mà tôi thích gần đây nữa đó là bài Thích Em Hơi Nhiều của Ren Evans. Dạ, con cảm ơn. Xưng em nhưng bạn lại xưng là con. Đau. Có thể mấy anh xưng con nên là bà đưa đơn đi về đi chứ không. Bây giờ mình có muốn hỏi tuổi của bạn luôn để cho nó rõ ràng là chú luôn được không? Chính thống một chút á. How old are you? 21. Là 20 tuổi anh. Come on, 20 tuổi. You're a child. Nhưng mà rất là giỏi và... Of course. Không dám tin là mình hơn con giáp mấy đó chứ. Chucky San bao nhiêu vậy em? Dạ em vừa bước sang tuổi 24. 24, dạ. Ok, hợp lý nha. Vậy là ở đây nhỏ nhất là Mỹ Anh với lại Ran đúng không? Thường con nghe nhạc của ai mà con làm nhạc hay quá vậy? Để tìm một người mà truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất thì con lại không có. Con nghe rất là nhiều nhạc, nó ảnh hưởng đến cách phối khí của mình và nó ảnh hưởng đến cách sáng tác luôn. Khi mình sáng tác á, thì thường á là những lúc như thế nào?
Con biết đối với mọi người ra sao, nhưng mà với cái trải nghiệm riêng của con, mình ở đâu mình cũng có thể sáng tác được. Đúng, đúng. Nghệ sĩ là như thế. Bất cứ cái gì xảy ra tác động đến não bộ của mình thì lúc đó mình sẽ ra âm nhạc như thôi. Vậy luôn ạ. Nhưng mà trong sáng tác của con có chú trọng vào cái gì không? Ví dụ như là lyric, giai điệu, thông điệp hay là một cái concept? Tất cả những thứ đó nó làm nên một cái sản phẩm nó hoàn chỉnh nhất của con. Tại sao con còn trẻ mà con có thể ý thức được về tất cả những cái điều như vậy? Con nghĩ là kiểu làm thật nhiều, kiểu mây mò ấy. Xong mình cũng tham khảo rất là nhiều từ những người mà đi trước. Dạ. Còn trước khi San, em nghĩ là âm nhạc đối với em nó có tầm quan trọng như thế nào? Thật ra em từ một ngành nghề khác, xong sau đó em chuyển sang đi hát. Thì lúc đó em rất là phân vân giữa hai cái ngã rẽ như vậy, thì em không biết là mình thật sự thích cái gì. Cái còn lại của em là gì? Dạ, em làm y sĩ nha khoa, em làm ở phòng khám. Thảo nào răng con bé đẹp quá. Thì bạn em mới bảo em là mày cứ cảm thấy thiếu cái gì mà mày không thể sống được á, thì đó chính là cái đam mê của mày. Chúng ta không thể thiếu răng được các em ạ. Thật sự là em cũng có thể thiếu răng, nhưng mà nhạc thì em sẽ không thiếu được đâu. Nên lúc đó thì em mới quyết định là em sẽ chọn đi theo cái con đường ca hát. Không, nhưng mà anh thấy là em chọn đúng. Tại vì phòng nha sẽ không quá vắng khách khi thiếu đi một cô nha sĩ như vậy. Nhưng mà thị trường âm nhạc sẽ hơi buồn tẻ nếu không có em. Dạ, em cảm ơn. Đúng không? Cho đến ngày hôm nay, mình là một người trẻ khởi nghiệp, ít ra mình thấy mình đang chọn đúng. Thì em có một cái lời khuyên gì cho những cái bạn tương lai cũng đang phân vân trên cái ngã rẽ giống như em? Một cái lời khuyên cho những bạn mà đang bắt đầu theo đuổi đam mê của mình, đó là đầu tiên các bạn có thể sẽ rất là suy sụp, sẽ như một cái đồ thị, lúc lên lúc xuống. Nhưng mà hãy nhớ rằng phải có lúc mà mình trải qua những cái khoảnh khắc đau khổ nhất, thiếu thốn tình cảm nhất, thì sau đó mình mới có thể trân trọng những cái giây phút mà mình gặt được thành quả và gặt được thành công. Dạ. Yeah. Trời ơi, bé còn nhỏ mà rất là sâu sắc. Hồi xưa tôi nhỏ tôi không nói được chuyện cỡ này đâu nha, tôi nói thiệt á. Mà bây giờ chú cũng muốn biết về cái tâm lý của Mỹ Anh nè. Bạn này á là đang đứng giữa ngã ba để chọn, nhưng may là bạn chọn đúng nhá. Nhưng còn Mỹ Anh là con có background là cả cha mẹ đều là những nhạc sĩ và ca sĩ nổi tiếng. Chú tin chắc rằng con cực kỳ áp lực để tạo dựng một sự nghiệp riêng, bởi vì kiểu gì người ta sẽ gọi con bằng con của Mỹ Linh hơn là gọi tên của con. Con có thể chia sẻ cho mọi người biết là con đã vượt qua cái áp lực đó như thế nào? Con bảo là con không áp lực thì con sẽ đang nói dối. Tất nhiên nó có một chút áp lực nào đấy. Con cũng tự nhắc bản thân là bố mẹ của con cũng là những người đã cống hiến rất là nhiều cho cái nền âm nhạc của Việt Nam. Đó là một điều mà mình đáng cảm thấy tự hào. Con tin là con có một cái chất riêng ấy, thì mình cứ bám vào cái đấy mà mình phát triển thôi ạ. Con biết đó gọi là gì không? Bản năng. Vâng, thưa quý vị, đó là những gì mà chúng tôi đang muốn bàn đến. Đây là những bản năng trẻ, bởi vì quý vị thấy rằng là cái âm nhạc của họ rất là trong veo, nó đến từ những cái cảm xúc rất là mới của chính bản thân, và chúng ta chỉ biết theo đuổi nó mà chẳng có lý do. Vâng, thưa quý vị, xin cảm ơn sự chia sẻ của ba bạn trẻ cực kỳ tài năng, Ren Evans, Mỹ Anh và Chucky San.